rừng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên địa bàn bản Phù Minh, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang bị lâm tặc vào xẻ thịt ngang nhiên như trốn không người. Nhiều cây gỗ quý bị khai thác và vận chuyển ra khỏi rừng mà cơ quan chức năng không hề hay biết. Mới thâm nhập từ đường mòn Hồ Chí Minh, cột mốc H8 trên 920, ngay chỗ có biển báo được phép đỗ xe, cắt vào rừng đi khoảng 30m, nhưng phóng viên đã ghi nhận được rất nhiều gốc gỗ nghi là quý hiếm bị đốn hạ không thương tiếc. Đi sâu vào trong rừng, theo lối mòn đường dốc đá treo leo hiểm trở, phóng viên ghi nhận được rất nhiều cây nghi là gỗ quý bị đốn hạ ngổn ngang. Cách đó chừng 5m, một bãi chiến trường khai thác gỗ của lâm tặc, một gốc cây gỗ to nghi là táu, đường kính khoảng chừng 80cm đã bị đốn hạ. Cây gỗ bị cắt xẻ thành từng thanh, vận chuyển ra khỏi rừng, còn trơ lại những phần ngọn, vỏ bên ngoài, phần thân cong queo được bỏ lại giữa rừng nằm ngổn ngang. Hiện trường phóng viên ghi nhận được có rất nhiều tấm gỗ bìa còn sót lại bị cắt xẻ có đường kính khoảng 50-60cm, độ dày ước chừng khoảng 15-20cm, dấu cưa còn mới. Với những gì còn sót lại tại bãi chiến trường, có thể thấy việc khai thác trái phép vừa mới được diễn ra trong khoảng vài ngày trở lại đây. Và rất có thể, lâm tặc sẽ còn tiếp tục xẻ thịt và vận chuyển số gỗ còn lại trong vài ngày tới. Điều đáng nói, địa điểm khai thác gỗ của lâm tặc nằm trong khu vực biên giới, ngay cạnh ban quản lý rừng, kiểm lâm và các lực lượng chức năng. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại về việc những cây gỗ nghi là táu và nhiều cây gỗ khác bị lâm tặc đốn hạ, xẻ thịt và vận chuyển ra khỏi rừng, đại diện hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa cho biết chưa nắm rõ vấn đề này và gỗ bị khai thác ở đâu. Tiếp tục trao đổi vấn đề quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Hóa, ông Đinh Thanh Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tỏ ra né tránh, viện lý do đang họp không trả lời báo chí. Vùng rừng đệm của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là vùng khu vực biên giới, các chốt chặn kiểm tra của các lực lượng chức năng dày đặc. Thế nhưng, tình trạng xẻ thịt rừng đang diễn ra một cách ngang nhiên như trốn không người. Vậy, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Hóa, lực lượng kiểm lâm, bộ đội biên phòng có bảo kê cho nạn khai thác lâm sản trái phép đã và đang diễn ra? Truyền hình Môi trường TV sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những phóng sự tiếp theo.